Jack the Ripper, nỗi khiếp sợ của London vào thế kỷ 19. Vào những năm 1888, khu phố Whitechapel tại London đã chìm trong cảnh hỗn loạn vì hàng loạt vụ sát nhân đẫm máu. Nạn nhân đều là những phụ nữ nghèo, đang làm nghề gián điệp hoặc nghề gặp khó khăn. Những vết cắt tồi tệ và dã man trên cơ thể họ đã khiến cả cảnh sát lẫn dư luận không khỏi kinh hoàng. Jack the Ripper, tên gọi do chính kẻ thù ác đặt cho bản thân, đã lần lượt sát hại ít nhất 5 nạn nhân. Nhưng điều đáng nói là, dấu vết của hắn mờ mịt như hư vô. Không hề có chứng cứ cụ thể về danh tính của kẻ thù ác hoặc nguyên nhân thực sự khiến hắn chọn những nạn nhân của mình. Các đôi mắt tò mò đã liếc nhìn vào các nghiên cứu và những thư tín bí ẩn gửi tới báo chí bởi Jack the Ripper. Tuy nhiên, tất cả đều không đưa tới một kết luận rõ ràng. Có người cho rằng hắn là một tên sát nhân điên cuồng, trong khi người khác nghi ngờ về việc hắn có thể là một người trong chính cơ quan cảnh sát. Và cho đến ngày nay, vụ án Jack the Ripper vẫn là một bí ẩn lớn trong lịch sử tội phạm. Với không ít những thuyết âm mưu và những nghi vấn không lời giải đáp, liệu chúng ta có bao giờ tìm ra sự thật đằng sau con người đáng sợ này? Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại trong các video sau. Jack the Ripper, nỗi khiếp sợ.